Khi anh em, nếu anh em chăm theo dõi những cái kênh tin tức về IT cũng như là hay theo dõi những cái news của bên mình thì chắc là sẽ biết được cái vấn đề tin đồn về một con card màn hình mới của NVDA có code là Ampere, hay nói cách khác là RTX Series 3000. Và chúng ta có những tin đồn về hiệu năng, về giá thành cũng như về thiết kế. Tuy nhiên thì chúng ta chưa có bất kỳ một cái gì gọi là chính thức xác nhận về những cái tin đồn này cả. Và mình nghĩ là NVDA họ đã tự cho ra những cái tin đồn này để vừa marketing, vừa xem là thị trường cũng như là người tiêu dùng phản ứng ra sao với những cái tin đồn của họ. Và những cái tin đồn này thì đương nhiên là nó vẫn sẽ xoay quanh những cái vấn đề là thiết kế, hiệu năng, điện năng tiêu thụ cũng như là giá thành của sản phẩm. Những tin đồn đầu tiên xuất hiện vào hồi cuối tháng 1 năm nay và nó cho rằng thế hệ card màn hình RTX 3000 sẽ xuất hiện vào GTC 2020 ngày 22 tháng 3. Và tất nhiên là chưa có gì cả, chỉ là lời hé mở kiểu chúng tôi sắp có con card mới từ CEO của NVDA. Chấm hết. Nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta lại có thêm những hình ảnh được cho là kiến trúc của hai con flagship RTX 3080 và 3070 mang tên mã là GA103 và GA104. Toàn bộ thế hệ RTX 3000 sẽ sử dụng tiến trình 7 nanomet do TSMC sản xuất. Vì vậy số bóng bán dẫn cũng được đẩy lên tối đa tới 54 tỷ bóng, cao gấp 3 lần RTX 2080 Ti. Và để các bạn có thể hình dung ra năng lượng tính toán của nó có thể là khủng khiếp như thế nào. Các cái mã sản phẩm được công bố trong năm nay cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ có những cái tên của flagship sẽ được lên trên trước. Và những cái mã này thì sẽ đương nhiên là sẽ xoay quanh những con RTX 3080, RTX 3070 và trên hết là RTX 3090. Về thông số kỹ thuật thì RTX 3080 và 3070 lần lượt có 60 và 48 streaming processor, hay tương đương với 3840 và 3070 nhân CUDA. Con số này có thể nói là không quá lớn so với người tiền nhiệm là RTX 2070 và 2080, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn thế hệ trước, và cái phần tốt đó thì chúng ta sẽ nói chuyện sau ở phần sau của video. Ngoài bộ đôi 3080 và 3070 thì chúng ta sẽ còn người anh cả mang tên RTX 3090, sử dụng GPU GA102 và 12GB RAM GDDR6X 384 bit, với lượng CUDA core đồn đại ở con số là 5376, cao hơn 23% so với RTX 2080 Ti. Thì các bạn có thể yên tâm và hoàn toàn tự tin về hiệu năng mà RTX 3090 mang lại. Với số lượng nhân CUDA vượt trội, thiết kế mới tiến trình 7 nanomet cao cấp thì hiệu năng của RTX 3000 sẽ tiếp tục đụng nóc. Và theo như vài slide rò rỉ thì so với các mẫu card tương đương thế hệ cũ, hiệu năng của RTX 3000 sẽ cao hơn tối thiểu là 40%. Ngoài ra ở thế hệ Ampere này, NVIDIA đã cải tiến cái hiệu năng ray tracing, nói đúng hơn là hiệu quả xử lý lên gấp 4 lần để hỗ trợ tốt các game hiện tại và tương lai là ở vài năm tới. Mới nhìn con số này thì có vẻ hơi vô lý, nhưng vào ngày 22 tháng 7, trên cơ sở dữ liệu của Bodymark Time Spy, một chiếc card màn hình NVIDIA GeForce Ampere đột nhiên xuất hiện mà không rõ tên mã, nhưng mà mình chắc là nó chỉ loanh quanh giữa RTX 3080 hay là 3090 mà thôi. Điểm số Bodymark của nó đạt 18.257 điểm, cao hơn RTX 2080 Ti khoảng 30%. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp tính đến thời điểm hiện tại. Do cái kích thước core của RTX 3090 nó rơi vào khoảng 826mm², và đây là con số gần như là tối đa về kích thước mà tiến trình 7 nanomet có thể sản xuất được. Cho nên là anh em có thể biết là tuy là công nghệ mới nhưng RTX 3090 vẫn sẽ là một con quái vật ngốn điện thực sự, và anh em vẫn sẽ phải có một cái bộ nguồn cực kỳ khủng để có thể gánh được. Và theo những con số rò rỉ thì nguồn tiêu thụ của nó sẽ rơi vào khoảng 350W, và theo như một trang mạng FC Power Up đã leak ra một dây nguồn có 12 pin và dự đoán đây sẽ là dây nguồn để cung cấp cho những cái con card series 3000 sắp tới. Có hai mục đích chính của cổng cấp nguồn lạ lẫm này, một là để bỏ đi sự loằng ngoằng lúc đi dây với những mẫu card cần 2 đến 3 đầu cấp nguồn, hai là để cấp cho một lượng điện lớn hơn. Theo tính toán của Egolab thì cổng cấp 12 pin này có thể cấp tối đa lên tới tận 600W điện. Cái này thì mình nghĩ nó có lẽ là dự phòng thôi, chứ các màn hình mà ăn từng đấy thì cái việc chọn nguồn cũng là một cái vấn đề nan giải, khi mà tất cả những con nguồn có hơn 1000W hiện tại có giá không hề mềm một chút nào. Tất nhiên là với cái loại cổng này thì nguồn hiện tại sẽ phải dùng adapter để chuyển, còn các thế hệ sau thì mình nghĩ là các nguồn sẽ dần dần cập nhật cái cổng kết nối này để dây nguồn đẹp hơn, không còn là một cái đống bùi nhùi nữa. Sau hiệu năng, điện năng và tiếp đến chúng ta sẽ ngó về thiết kế của RTX 3000. Năm nay không giống năm ngoái khi ASUS đã bắt đầu dục dịch tung ảnh leak của họ. Đầu tiên là phiên bản gốc hay còn gọi là Founder Edition. Có lẽ là năm ngoái thiết kế bếp lò khiến NVIDIA chịu khá nhiều những cái gạch đá nên năm nay tổng thể nhìn nó sẽ vuông vức hơn. Nhìn giống bếp tử ấy. Các đường vân có lẽ nó sẽ giúp tăng hiệu quả tản nhiệt. Theo slide rò rỉ thì bản Founder năm nay có tận 3 quạt, nhưng hình ảnh phổ biến trên mạng năm nay thì chỉ có 1 quạt. Có lẽ 2 quạt còn lại sẽ ẩn ở dưới lớp vân bên trên nhìn cho đỡ cục mịch. Nhìn chung thì mình thấy nếu NVIDIA vẫn ra mắt đúng như thế này thì vẫn rất là xấu, chẳng có gì gọi là đẹp hơn RTX Series 2000 cả. Tiếp theo là ASUS với mẫu có lẽ là RTX 3080 Ti Strix. Sau 4 năm giữ nguyên thiết kế thì năm nay ASUS đã thay đổi hoàn toàn theo hướng cục xúc hơn rất là nhiều.
Mặt trên dùng các đường chéo màu bạc làm chủ đạo và điểm xuyết bằng các vân, chắc là vân đối ưu khí. Quạt vẫn sử dụng là quạt công nghệ ACO, ngoài hiệu năng tốt, nó còn giúp tránh gãy quạt khi mà lỡ chạm tay vào. Đèn LED có vẻ như sẽ trải toàn bộ phần trên, tức là phần hướng ra mắt các bạn khi mà cắm vào case. Đây sẽ là cái điểm mình cực kỳ ưng ý, giống như các mẫu Gaming X của MSI hiện tại. Mà sau do chưa có ảnh nên mình cũng chưa thể biết được nó có LED hay là không. Như RTX Series 2000 thì được ra mắt vào ngày 20 tháng 8, nhưng mà phải đến tận 20 tháng 9 thì RTX 2080 mới được mở bán, và phải đến tận 27 tháng 9 thì 2080 Ti mới được bán, và RTX 2070 thì phải đến tận 17 tháng 10 thì mới được bán. Còn không biết năm nay thì Nvidia có làm gì khác không? Nếu mà không có gì khác thì anh em game thủ vẫn phải đợi một tuần cũng như một khoảng thời gian ngắn sau thì mới có thể xúc những em cạc đồ họa này về để có thể ở nhà ôm máy tránh dịch. Và cuối cùng là giá bán, chắc chắn là Nvidia sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục những chiếc cạc gaming đắt nhất của họ. RTX 2080 Ti ra mắt 2 năm và giá vẫn chưa bao giờ dưới 33 triệu kể cả khi sale sập sàn ở Việt Nam. Còn nhớ thời điểm 2 năm trước, RTX 2080 Ti có giá là 1.200 đô lúc công bố, và cái giá cho lô cạc đầu tiên khi mà đến Việt Nam nó loanh quanh khoảng 40 triệu do cái chi phí vận chuyển máy bay hỏa tốc của các hãng là cực kỳ đắt đỏ. Còn năm nay với hậu tố là 90 trong 3090, chắc chắn là nó sẽ phải ở tầm cao hơn chứ không phải chỉ là chiếc 3080 Ti số to đâu. Dựa theo hiệu năng, công nghệ và hơn nữa là không có sự cạnh tranh đến từ AMD hay xa hơn là Intel, thì mình nghĩ những chiếc 3090 đầu tiên sẽ chạm tới mức là 1.500 đô hoặc là 2.000 đô, tức là sẽ vào khoảng 50 triệu tới gần 65 triệu khi về đến Việt Nam. Cho mình thì cái mức giá 65 triệu của Nvidia 3090 vẫn là hợp lý hơn, tại vì là Titan RTX khi mà về Việt Nam sách tay thời điểm hiện tại cũng có giá là 76 triệu. Và dung lượng của RTX 3090 chỉ là 12GB, như vậy thì chúng ta vẫn có cửa để Nvidia sản xuất thêm series Titan RTX 3000 24GB. Và đương nhiên là giá bán của nó sẽ vào khoảng 3.000 đô, là khi về đến Việt Nam thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 triệu. Và đấy là ở hiện tại, nếu mà AMD sắp tới cho ra cái mẫu Big hang động, ở đâu? Big Navi có hiệu năng tốt hơn cũng như giá thành tốt hơn thì Nvidia lúc đấy mới có thể hạ giá, hoặc là mới có cơ hội hạ giá cho anh em. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, anh em sẽ không thể nào đòi hỏi một mức giá tốt và cái quyền mua hàng giá rẻ khi mà mua những chiếc cạc đầu bảng cả. Và tất cả những gì mình vừa nói thì mình cũng vừa nói bên trên rồi, thì đây chỉ là tin đồn và chưa có gì xác thực từ phía Nvidia cả. Và anh em nghĩ sao về cái series 3000 này? Nó có đáng để chúng ta mong chờ, hay là với cái mức giá đấy thì chúng ta có nên trông chờ hơn vào thế hệ next gen console như là PS5 hay là Xbox Series X? Vậy thì anh em hãy để lại bình luận phía dưới để cho chúng mình biết. Và đừng quên bấm subscribe và hình cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ Hà Nội Computer cũng như Tổ đội Chim Lợn. Và mình, phóng viên Sàng Vinh Tô Cô Đà, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.